Ủy ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ tiến hành tổng kết công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hồng chủ trì hội nghị. Trong năm 2022, lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra phát hiện vi phạm 938 vụ, tăng 110 vụ so với cùng kỳ năm 2021, trong đó nhiều nhất là gian lận thương mại hàng giả có đến 810 vụ. Công an thành phố cũng ra quyết định khởi tố 11 vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm. Đặc biệt là tình hình cung cấp xăng dầu biến động liên tục, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, thành phố cũng ổn định được tình hình. Về nhiệm vụ năm 2023, Ban chỉ đạo 389 thành phố đề nghị các sở ngành quận huyện nắm chặt tình hình cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đối với công tác chỉ đạo điều hành, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tăng cường công tác phối hợp giữa ngành chức năng và địa phương để chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đặc biệt cần chú ý đến việc kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng qua mạng, qua sàn thương mại điện tử. Dịp này, hội nghị cũng công bố và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác.